Một ngày nữa đã qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Tôi thức dậy trong lúc trời đã sáng sớm, mở cửa bước ra bên ngoài. Kiểm tra đồ cho người ta bê thì nó có cả đống đồ được nhặt từ hôm qua. Cưỡi nó bay về trung tâm, thấy có cái con cổ dài to tướng nên nằm xẻ lai trên mặt đất. Có con đứng bên kia màu sắc xanh lè loẹt. Có một cái chòi mới xuất hiện, chắc có lẽ là nhà của anh thanh niên ngủ chuồng gà bữa giờ kìa. Nhà thì có bộ nhỏ nhưng mà có tận 3 tầng lận nha. Ở trên cùng thì chưa được lắp mái. Thấy thanh niên có vẻ khó chịu, thôi thì đi ra ngoài thôi. Bên nhà thanh niên có hai con gì trông lạ lắm. Cái mặt cùng có kiểu dáng người nhìn rõ cả trớn. Leo lên cưỡi nó đi thử xem nó làm được gì. Ồ, nó mới móc đất đá từ đâu dưới đất ném liên tục về phía trước. Tôi cứ liên tục móc đá mà chọi thẳng vào nhà của thanh niên kia. Cũng có vẻ là kiên cố lắm. Tôi có ném cả tảng đá to đùng kia vào người anh thanh niên đang đứng trên nóc luôn. Chưa chán rồi thì lên tabe bay cho về nhà thôi. Vào bên trong nhà kho, tôi đem dọn dẹp hết cả đống chibi trong người tabe để giải phóng slot. Không biết nhét vào đâu, nhét tạm vào người con ếch đi. Bay lên trên nóc nhà, mở đồ ra kiểm tra lấy một bộ đồ cỏ sang. May mắn là nhà quà Noel mà đã có được đủ một bộ đồ cỏ xịn mà không cần phải chế tạo. Mà sẵn đang nâng chỉ số chế tạo, cũng tạo thêm công thức nấu ăn mới, ngon bổ rẻ hơn mới được. Chỉnh màu sắc cho bắt mắt, đặt tên cho nó và cuối cùng là thêm thời gian nó được chế tạo để làm kỷ niệm. Bấm tạo công thức, nhận được một công thức có vẻ là ổn áp. Hồi tạo 105 điểm food, 58 điểm máu, nhưng chỉ tốn có 6 miếng thịt nướng. Cũng gọi là ăn được đi. Cầm công thức đem qua lò nấu, sang tủ lạnh để lấy hết số thịt nướng trong đó đem bỏ qua nồi. Và nồi bắt đầu nấu bánh. Trong lúc đợi nấu, đi sang tabe tìm kiếm và lấy lại những đồ cần thiết. Lấy luôn 3 quả cầu lạ sang để có dịp tìm hiểu thử xem nó là gì. Chắc cũng đã nấu xong, sang nồi nấu lấy mới bánh nóng hỏi sang, đem cắt bớt một phần vào tủ lạnh. Cái bông hoa sự kiện này chưa biết để làm gì luôn. Ra cắn chút bánh bổ sung, để mình qua hứng thêm cho đầy nước, rồi bay ra ngoài. Định vào rừng để tìm kiếm lại tổ ong. Nếu không lấy được mật thì sẽ không thể làm bánh kem được. Chạy đến con gấu, cái con gấu này hôm nay lạ quá, mặt mũi như vừa mới hức trắng một đêm vậy. Cầm bỏ cầu nghịch ngậm thử thì thấy một ma lực đang hút con gấu vào bên trong. Mà không thấy yên của nó đâu nên dừng lại, hỏi cô đậu xem cái yên đang ở đâu. Trong lúc đó chạy sang tìm con đại bạo to tướng, cầm cầu hút nó vào bên trong. Xoẹt phát cả cơ thể to đùng của nó biến đâu mất. Và quả cầu xuất hiện biểu tượng của nó, đem lắp vào ô hàng nóng. Ra cửa Harry lên yên whistle. Thanh niên kia nói cho tôi biết là con mô chớp vừa bị một con chim trộm đồ cắn chết. Mà rủ đậu thử xem có muốn đi chơi hay không. Tôi chạy vào bên trong nhà kính để hâm những cái luống cây một chút xem nó phát triển tốt hay không. Đậu không đi thì cho ở nhà trong nhà vậy. Còn lại 3 người đi. Sáng tiện đi dọc đường để tìm nguyên liệu mở bớt rồng khó nhất. Đứng trên whistle chuẩn bị một chút rồi bay đi. Bay sang hướng vách núi đá thử xem có gì có ích không. Bay đến thì thấy có cả bầy khủng long alo đang săn mồi và rượt tôi ngay khi chúng thấy. Bay hạ xuống chân núi, dùng quả cầu ném thử con đại bạo Gigara. Liền càng phát thì bóng dáng to đùng của nó xuất hiện, lê bước chân ầm ầm trên lưng của Wizzle. Đi sang cửa nó xuống đất, đi đến bầy alo giao chiến. Mà không cần nhìn cũng đủ biết kết quả như nào rồi. Phía trước có một con bạo chúa, xui cho nó là tôi cũng cần tới tay bạo chúa. Vòng trở về, kiểm tra lấy được 3 cái não của Alo, nhớ là có 4 con lận, nên chạy qua Harry kiểm tra thì đúng là có một não nữa, lấy sang là được 4, còn cần đến tận 6 cái. Quay về lưng của Vezo. Cưỡi bay lên trên đỉnh núi thì thấy anh niên kia đang hú phục con đại bàng đang trong cổng 7. Thôi thì để anh niên đi sao vậy. Tôi cùng anh niên 5 hướng đến rượt đỏ. Đi ngang vắt có con alo lẻ loi trên đấy, cầm sọc rên ra tặng cơ động cho nó. Rồi lấy não nó đem đi. Bắt đầu đi tiếp xuống núi, anh niên kia cũng đã trở về và leo lên Harry ngồi. Thấy alo trước mặt, anh niên lao lên tán hạ nó để lấy não. Bài đi tiếp bị thấy thêm nữa, lao nhanh lên trước rồi cho nó ăn kẹo đồng và lấy tiếp. Khu vực núi này lúc nào cũng có nhiều bầy alo đi săn mồi. Anh niên cửa ta be bay ngược lại, chắc là đi hâm đại bàng lúc nãy. Tôi thì tiếp tục bay đi tiếp hướng vào rừng cùng anh niên 5. Bay sâu vào trong rừng thì thấy một con alpha có đỏ. Cho 5 cửa con Harry lao đến đánh nhau với nó trước.
Bay đến gần, tôi cũng quăng đại bảo Girara xuống để giao chiến. Cắn cho ma pháp tiếp tục cũng tiễn được nó đi. Thấy mấy con hữu dữ phía trước cũng tới dọn dẹp nốt. Xong rồi hú lại Girara vào trong. Rồi cứ hú lên lại Invisal. Bắt đầu đi tiếp để tìm. Và ngay cạnh đó cuối cùng cũng phát hiện được tổ ong. Nhìn hình thiên năm đi dọn dẹp hết toàn bộ hú dữ xung quanh khu vực này. Sau đó khoác ngay bộ đồ cỏ lên mình. Rồi dội một xu hút chống côn trùng bốc mùi nồng nặc. Cửa với dồ tiến lên phía trước. Đến gần tổ ong thì dừng lại. Leo lên con gấu bước từ từ đến ngay sát. Cắn nữa một phát rồi lui lại. Bé ong vỡ tổ lao ra cắn lấy cắn để. Nhưng nhờ sự bảo vệ từ gấu nên tôi không bị nhận sát thương. Nếu là loài khác thì chắc chắn sẽ bị ong đốt rơi khỏi hú. Cắn mất nữa tổ ong vỡ nát và xuất hiện một con chúa to bự. Đó chính xác là mục tiêu chính của tôi. Lấy hoa hiếm đem bỏ vào túi quần. Tiến tới gần và đốt cho ông chúa ăn. Thành công thì bầy ong hở lập tức dừng đánh. Đi đến gần ông chúa và hú ông chúa vào trong tổ. Vậy là đã hùng hóa thành công một tổ ong. Dọn hú lên trên yên rồi bắt đầu đi tiếp để tìm. Lượng quanh đến gần một chút là tìm được tổ ong khác. Lần này cho thanh niên năm bắt khử ong. Lột sạch đồ cỏ cho thanh niên mặc. Mặc xong thanh niên leo lên gấu ngồi. Tôi lấy Wizzle đến gần tổ ong. Thanh niên kia tiến tới cặp hai cặp bể tổ ong và ông bắt đầu vỡ tổ. Tôi quên mất một thứ quan trọng là quên đưa hoa hiếm cho thanh niên. Nhảy xuống ném hoa cho thanh niên. Bầy ong vẫn miệt mài đánh ầm ầm. Có con nó bay qua tấn công tôi luôn. Do không mặc đồ nên bị đánh đau nhói. Nhanh chóng leo lên Harry để tán hạ lũ ong hợ. Nhưng vừa leo lên là bị đánh văng xuống. Tôi cố gắng cầm lá Harry liên tục để quơ móng tấn công. Bình tĩnh mà xử lý. Cuối cùng vẫn giữ được mạng. Mở đồ lên tu mấy bình máu ưng lực. Không biết thanh niên kia làm gì mà mãi không chịu đút cho ông chúa ăn. Một lúc nó bay đi. Đành phải đi tìm kiếm nó. Nhưng có vẻ là hắc lạc rồi. Thôi đi tìm lại tổ khác thôi. Bay tiếp đến đoạn bờ suối thì phát hiện thêm một tổ nữa. Tôi ra sao lên Harry hủ sẵn. Thanh niên phá ổ xong con ông chúa bay đi ra ngoài. Thanh niên vẫn chừng chừ đứng đấy. Tôi leo qua gấu để cắn hạ về ông bên vây vãng. Thanh niên cũng lao xuống đất mà đi tìm ông chúa. Tôi cử gấu định vào nhưng bị kẹt không vào được. Thấy con bờ chúa dưới suối, tôi cũng bắn hạ nó để lấy tay. Cùng lúc đó có thông báo ông chúa tử trận. Vậy là xong, thuần hóa được rồi nhưng bị hú hoang cắn chết. Thôi thì trở về, cắn hạ cái thằng hú hoang kia rồi leo lên với dầu bay đi. Vậy là hỏng hai tổ rồi. Đi tìm được tổ thứ ba thì tiếp tục. Nhưng không theo dấu được nó, lại bay đi mất. Vậy là đã mất ba tổ rồi. Thôi chứ thanh niên chơi vậy là vui rồi. Tôi nhặt lại bộ đồ rồi tiếp tục đi tiếp. Đến tổ ong vẫn là những thao tác quen thuộc. Cắn phá ổ rồi đến đút cho ông chúa ăn rồi hú vào tổ. Đi tìm tiếp ổ kế tiếp. Vừa cắn phá xong ông chúa bay đi ngay. Tôi nhảy xuống để bám theo nó. Chạy một hồi thì lạc mất. Quay lại nghe tiếng bầy ông chúa đang ở gần. Lao vào trong tìm ông chúa. Đút phát ăn luôn rồi hú nó vào. Đối bụng bị cắn chút bắn chống đối. Đem hú lại lên lưng Whistle. Định bay đi tiếp tìm vài tổ ong nữa. Nhưng bay mãi vẫn không thấy tổ nào nữa. Bay đến đoạn cây được ngâm móng lấy nhựa. Dừng lại hú thêm được mớ nhựa cây mới. Rồi bay đi tiếp. Thấy cái gì đang bám trên cây tưởng đâu tổ ong. Hóa ra là một con mèo lớn đang chờ cơ hội vồ mồi. Bay né sang một bên để đi tiếp. Không tìm được tổ nào nữa thì thôi bay trở về thôi. Mà còn sáng sớm nên bay hướng núi tiếp để tìm xem có gì xài được không. Cũng còn thiếu nhiều nguyên liệu để khởi động dịch chuyển boss mà. Bay đến gần bờ biển thì thấy một con Giga hoang dã đang săn mồi bên dưới. Không may cho nó là tôi cũng gần team Giga nữa. Bắn dụ nó bằng mọi cách để nó đi theo tôi. Có con đại bàng bay đến kiếm chuyện, tôi cầm súng bắn hạ nó rồi tiếp tục dụ dỗ Giga. Có lúc nó đi theo tôi nhưng có lúc lại không. Bay ra xa đất liền rồi cầm súng bắn dụ nó. Lúc sau nó cũng bơi theo tôi ra ngoài. Suy nghĩ mãi cách để hạ nó. Làm sao để hạ nó một cách nhanh chóng đây. Nhớ không lầm là ghi ra ngoài hang giả có tận 80.000 máu lận. Trước mắt cứ dụ nó ra xa ngoài biển đã.
Thấy mấy con cá mập đang cắn mục tiêu của tôi không hít nên bắn hạ nó, rồi cầm cung ra bắn vài phát cho nó đi heo. Thấy mãi không có tác dụng lắm, tôi đeo bình oxy và mang đôi chân vịt rồi nhảy xuống nước. Cầm nó ra lắp lại tinh thường vào và bắn dụ dỗ nó. Nó cũng lặn xuống theo tôi và chơi vơi ở đó. Có khi cách này lại ổn. Nó cứ nín thở ở yên một chỗ, chút nữa là nó hết oxy nó tèo cho coi. Nhưng được lúc lâu nó lại quay lại ngồi lên mặt nước, làm tôi có mừng hùng chứ. Cầm nó bắn heo với hy vọng dụ dỗ nó trở lại. Thấy mình mẩy nó cũng đã hương tích đầy mình rồi, còn tôi cũng bị lạnh mà mất nhiều máu quá. Cầm nó móc để bắn treo mình lên whistle, chuyển sang cầm súng để bắn nó. May mắn là cũng không tốn nhiều đạn lắm để bắn hạ. Hạ được rồi buông dây nhảy xuống nước để lấy hướng mình cần thiết. Lúc này là một team của đại bảo Giga. Đu lại lên trên whistle nóc mớ máu để bổ sung. Định bay đi thì thấy gấu đâu mất nên quay lại để tìm. Hóa ra nó bị rơi xuống nước trong lúc tôi đang lặn dưới biển. Trời bắt đầu có bão tuyết lạnh teo. Tôi đành trở về thôi. Cũng không xa nhà là mấy, bay một khoảng ngắn thì cũng đã trở về nhà. Đi vô trong nhà kính quan sát chút. Rồi trở ra tìm chỗ đặt tổ ong. Chọn chỗ trống này để đặt cũng quá hợp lý luôn. Vừa vặn đẹp cho ba cái tổ vừa đem về. Thấy radar phát hiện con gì đấy, chạy heo ra đến bờ biển thì có con hú nhỏ đi lượn ở đấy. Hạ nó xong rồi chạy trở về. Đến tủ lạnh lấy mớ hoa đem đi ra tổ ong. Đem chi điều cho cả ba tổ rồi để đấy. Chỉ xem mấy ba tổ thôi mà đã gần hết máu đến nơi. Nóc máu vào bổ sung, rồi lại chạy về nhà kho. Đến cái lò nấu thì ôi thôi, thanh niên nào lại vứt cả bộ đồ lông vào nồi lẩu thế kia. Đến tủ chứa dồn toàn bộ nguyên liệu cần thiết vào hầm đồ. Chạy ra ngoài cũng phải mặc lại bộ đồ bình thường của mình thôi. Chạy bộ qua nhà mới của thanh niên để xem. Leo lên nóc thì nghe tiếng sói đang cạp cạp ở dưới. Đi xuống thì thấy mỗi con sói đang lên cơn điên hay sao ấy. Có ai điều khiển không à? Thấy mình nó còn ngửi ngửi nữa chứ. Chạy ra quay lại nhìn thì mới thấy thanh niên kia xuất hiện trên người con sói, làm hết cả hồn. Thanh niên này cũng xì tai dữ. Thanh niên cầm gậy ra định đấm tôi à. Tôi cầm móc ra bắn móc thanh niên rồi kéo chạy đi. Chạy băng thẳng cái cầu, cố tình nhảy ra ngoài vách đá để cầm dây kéo căng là thanh niên kia dính luôn vào lan can không làm gì được. Nhảy qua nhảy lại một hồi kéo được thanh niên kia đu toàn ten bên dưới cầu, hại chết đi được. Giờ thanh niên kia có làm gì được tôi nữa đâu, chờ đợi thanh niên xin tha. Có lẽ thanh niên rất ngại mình bị hữu hiệt nên không chịu xin hàng. Tôi thả thanh niên ra rồi chạy nhanh đến khi đột. Cho nó ném tôi đi xa rồi cầm nỏ định bắn nhưng không còn móc. Thanh niên cũng bắn móc trúng được tôi. Kéo lê tôi đi vòng quanh. Thanh niên chuyển qua cầm chày để đập thì vô tình dây bị đứt mất. Thanh niên rượt tôi chạy lên quanh. Vừa chạy vừa cắn bánh nhưng không hết khác. Nóc thêm ngụm nước nữa rồi chạy về nhà kho. Học và chỉ nhanh cái còng rồi cầm súng lắp hú gây mê vào bên trong. Vòng về bàn lấy cái còng rồi chạy ra tìm thanh niên. Thanh niên cắn hoa hiếm hay sao mà bốc khói đỏ khắp người. Chạy vòng cầm phấm lợn mà xiên tôi. Tôi cầm súng vừa chạy vừa canh bắn lung tung. Bắn hụt mãi mới trúng được phát thì thanh niên tê liệt lăn ra đất ngủ. Lắp ngay cho thanh niên cái còng rồi nắm kéo về phía gần whistle. Lấy đồ nặng nề đem nhét vào khống chế thanh niên. Rồi xong số phận của thanh niên. Thanh niên tỉnh dậy với quả còng chất lượng. Rồi giờ sao nữa Năm ơi. Có van xin quỳ lại cũng vô ích nha.
cưỡi con heo đi đến gần thanh niên, quay ngay ngắn rồi đi ra cửa Harry đi hô hấp thái trắng. Quay lại thấy thanh niên gọi cả bầy hú nhau nhau tập trung lại một chỗ. Báo ghê trời. Đi đến thanh niên, nhét trái trắng vào cho con heo liên tục phợt cho người của thanh niên. Cũng biết tội ác quá. Bắn thanh niên cho xỉu rồi kéo thanh niên đi ra chuồng gà. Vứt xuống đất rồi ném đầy ra người thanh niên. Đợi một lúc thì thanh niên cũng tỉnh rồi. Thanh niên nằm lặng ẩn mình luôn xuống phía dưới. Đấm mấy cái rồi thôi cũng thả thanh niên ra. Thanh niên vẫn còn nặng không thể di chuyển được. Vứt cái đồ ra xong lại đấm tôi túi bụi. Xui là sức chống chịu của tôi khá lớn, dễ gì hạ được tôi. Cầm súng bắn phát lại gây mê thanh niên. Cái còng tay lại quay về vị trí cũ. Nắm kéo thanh niên đi ra ngoài. Đến cái tổ ong tôi tò mò mở lên thử xem có mặt ong chưa thì bị ong đốt tuột cả máu. Thôi thì trả tự do cho thanh niên vậy. Thanh niên chạy thẳng về nhà anh ta. Tôi lấy súng bắn giục cho thanh niên chạy lẹ hơn. Sau đó quay sang cửa con sói bên cạnh để chạy về nhà. Về đến nhà thì trời cũng đã chiều và gần tối. Hôm nay như đây là đã đủ. Vào trong nhà lên giường nằm xuống. Một ngày nữa là kết thúc. Chúc ngủ ngon.